xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đi lang thang nha các cô chú anh chị. Hiện tại Kim Bùi đang ở khu vực An Lạc, gần bến xe miền Tây. Chúng ta sẽ theo đường Hùng Bàng, kênh Dương Dương thì chúng ta đi vào trong Sài Gòn. Hiện tại thì Kim Bùi đang chạy trên con đường kênh Dương Dương. Rồi bây giờ chúng ta đi vào Sài Gòn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tới ngay chỗ khu vực công viên Phú Lâm. Chỗ này thì có đường Nguyễn Văn Luôn, đường An Dương Dương, đường An Dương Dương nè, đường Hậu Giang nè, còn đường Nguyễn Văn Luôn thì phía trên chút nữa mới tới. Rồi chúng tôi rẽ vào đường Hậu Giang nha cả nhà. Đây đây là đường Hậu Giang nè. Này Tết bán dưa hấu dữ lắm, năm nào cũng bán dưa hấu mà trái to to không à. Muốn mà mua được những cái trái dưa hấu to để trưng bày thờ cho nó đẹp đó, là phải đưa ra cái đường này, đường Hậu Giang. Sài Gòn hết lạnh rồi, mấy ngày hôm trước với lại Tết là lạnh nhất rồi. Ngoài đường sáng sớm là trời nó lạnh, nó có sương xuống. Bây giờ thì trời ở Sài Gòn nó nóng trở lại rồi các cô chú anh chị, qua mùa nắng rồi. Trời ngủ buổi tối nó hầm. Chỗ này là Trần Văn Kiểu nè. Đường Trần Văn Kiểu ở quận 6. Đây nó có một cái đường để đi vô metro nè, đường Bình Phú nè, mình rẽ bên phải rồi sẽ vô metro, đó là cái siêu thị đó, siêu thị lớn. Bây giờ người ta đổi chủ rồi, thành là Mega, nhưng mà bây giờ mình cứ quen mình gọi là metro thôi. Con đường trước mặt cắt ngang đó là đường Nguyễn Văn Luôn.
quá trời luôn nè các cô chú anh chị. Tủ tủ nhựa đó, rồi tủ cây, bàn thờ, ghế bố, ghế salon, rồi bên kia nó có cái tủ tủ nhôm nữa, tủ nhôm mà mặt kiến. Khu này bán đồ gỗ nhiều quá. Sắp tới thì chúng ta sẽ tới cái cầu Hậu Giang. Nghe cái đoạn này nè, thấy bán đồ gỗ quá trời.
đi tới chợ Bình Tây rồi nha. Bình Tây lúc nào tới đây thì cũng thấy bán bánh tráng nè. Đó, bánh tráng này người ta để trên xe đẩy, người ta treo bánh tráng khắp chiếc xe luôn. Bên bên kia thì xe nó chở cho mai, mai bây giờ nó ra lá rồi, nó chở về vườn ra năm sau cái chân tiếp. Sẽ rẽ qua phía bên kia đường Tổng Đốc Phương, tức là bây giờ là đường Châu Văn Liêm. Mình qua đó cái mình đi đường Nguyễn Trãi đi. Đây có cái cầu của bán hàng quạt ở trên xe lăn. Cái xe của đi cổ treo bánh trái quá chừng luôn. Trên đường Tổng Đốc Phương nha, ngay từ Trần Hưng Đạo nè tới Nguyễn Trãi, chứ mình sẽ quẹo vô Nguyễn Trãi đường một chiều. Chúng ta đi đường Nguyễn Trãi cho nó mát. Chỗ này có nhiều cái ba người bán dép lắm. Cứ qua phía bên đường Tổng Đốc Phương này thì thấy có bán dép à, rồi tới chỗ này là có đường Nguyễn Trãi nè. Đây con cái ông cũng bán kẹo dính chuột. Mình
rồi đó, là ngay chỗ gốc mà chỗ Văn Liêm với Nguyễn Trãi có ông Nông và bán cốt chị hồi nắp. Nhưng mà thấy ông ngồi đó hoài, ngày nào cũng ngồi nha. Đúng là chạy qua đây cho mát thiệt luôn á. Qua đây cái mình qua cái khu phố của người Hoa nè, có mấy cái chùa của người Hoa, người ta treo rộng đèn nè. Qua Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, người ta người Hoa hoa Tết lớn, ăn tới rằm luôn. Tới chùa ông rồi nè, tới rằm cái họ có hát tiều á, năm nào cũng vậy, họ dựng cái rạp lên rồi cái tối bắt đầu hát tiều. Rồi có mấy cái đoàn ở bên Quảng Châu qua nữa, bây giờ hết dịch rồi nè, người ta đi qua thoải mái. Mấy mùa dịch đó thì người ta không có tổ chức thì bên Trung Quốc nó đóng cửa đó, không cho qua, dạ, thoải mái rồi. Đó là một cái nét văn hóa ở đây luôn á, năm nào cũng vậy, tới Nguyên Tiêu là họ tổ chức hát tiều. Bệnh viện nhiều.
rồi đồ ăn cũng nhiều, chợ cũng nhiều. Cái lồng chim mà đẹp quá. Mua quẹo qua đường Hồng Phong nha, đây Hồng Phong. Chúng ta đi ra Nguyễn Trãi. Rồi đi qua Nguyễn Trần Hưng Đạo chứ. Chúng ta đi qua Trần Hưng Đạo rồi chúng mình sẽ ra cầu Chữ Y đó. Chung là cái đường này cũng mùi hay đi. Đi quen cái thành chứ thói quen luôn. Tới đây cứ phải quẹo. Này chỗ này là đường Trần Đạo nè. Mấy cái ngày mà mưa là chỗ này nó ngập. Chỗ này có
đường Cao Đạt nè, mình quẹo qua. Mình đi đường Cao Đạt cái mình quẹo lên trên cầu Chữ Y. Tiếp.